Cô ơi, cô bán đây lâu chưa cô? Cũng lâu. Bán mười mấy năm rồi, gần 20 năm đấy. Vậy á? Mà cô cứ ngồi đây thôi á hả? 20 năm mà cô chỉ ngồi đây thôi á hả? Trước cô bắt cái gốc cây này, xong cô chuyển đây còn mấy năm nay. À. Cô bắt này mấy năm rồi. Một đĩa là cô bán bao nhiêu? 10 ngàn. Lấy công làm lời cô nhỉ? Các bạn đã biết làm gì á? Dạ. Năm nay nó học có nhiều, trời đừng nghe mua mình em. Giờ thì hồi nó cứ mấy giờ cô không có 2 giờ mà năm nay nó 28 tuổi. Ngon thiệt. Cô vừa chiên vừa bán ngoài kia luôn. Trời ơi. Có khi nào cháy chưa cô? Dạ. Trời, một mình mà ôm sâu quá trời luôn. À. Chứ một mình cô mà. Quá tuyệt vời luôn. Bánh nha mọi người, trời bánh chuối này. Bánh này mà 10 ngàn 5 cái nha mọi người. Trời ơi, quá trời đẹp luôn. 5 cái còn chê đắt nữa nha mọi người. Vừa bán bắp, vừa bán nhãn.